huyền huyễn chi vô thượng đế hoàng vô lượng công đức trọng sinh nhiễm mẫn nghe chọn bộ tại mê truyện audio com thần châu thế giới trung nguyên đại địa trải qua hơn mấy trăm ngàn năm chìm nổi từ ban đầu cường tần có thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng ỷ vào kiếm hùng đồ lấy cường tần chi lực diệt các nước thống nhất trung nguyên lấy cường tần chi lực thống văn tự đem trung nguyên đại trên đất viêm hoàng chư tộc hoàn toàn liên hợp lại cùng nhau, khiến cho vùng thiếu văn minh dị tộc không dám mơ ước trung nguyên, không dám phạm cường tần oai. Ở cường tần sau đó, đại hán sơ sinh, lấy đại hán tên, thống trung nguyên đại địa, ở đại hán đế quốc kế hoạch, mưu lược vĩ đại dưới, có hán vũ đế vũ lược thao mưu, nói rõ phạm ta đại hán thiên uy giả tuy viễn tất chu vô số vùng thiếu văn minh dị tộc đối với Đại Hán đế quốc tên sinh ra sợ hãi, Đại Hán thịnh thế chi cảnh sẽ không bao giờ quên. Nhưng, Trung Nguyên Đại Địa Vương Triều không có vĩnh hằng tồn tại, tung cường tần, tung Đại Hán cũng chạy không thoát thế gian biến hóa chi lực, cao ốc ngược lại, đổ nát với Trung Nguyên Đại Địa. Đã từng trấn áp Trung Nguyên, khiến cho dị tộc không dám phạm hai đại cường quốc cũng biến mất ở bụi bậm của lịch sử bên trong. Thời kỳ ngũ hồ thập lục quốc lại xưng ngũ hồ loạn hoa thời kỳ đây là một cái đối với trung nguyên nhà hán tộc quần mà nói là một cái không gì sánh được tàn khốc thời kỳ mấy ngàn vạn trung nguyên nhà hán người hán ở đến từ ngoại cảnh lấy ngũ hồ làm chủ dị tộc xâm nhập dưới thành nhân ngư thịt quá cuộc sống sống không bằng chết ăn bữa hôm lo bữa mai có thể nói nhà hán tộc quần tối tăm nhất thời kỳ ở rộng lớn trung nguyên đại địa bên trên đã không còn là duy nhà hán tộc quần độc tôn ngoại cảnh dị tộc ong nhộng xâm nhập trung nguyên xâm chiếm thuộc về nhà hán tộc quần lãnh thổ thành lập rất nhiều dị tộc quốc độ có triệu yến tần lạnh hạ thay mặt đông tấn các nước toàn bộ trung nguyên đại địa nằm ở vương triều thay đổi ở giữa thế nhưng mỗi khi thay đổi chết đi đại thể không phải dị tộc mà là bị dị tộc thúc giục thành làm đầy tớ con chốt thí nhà hán tộc quần ở triệu quốc vương đô tương quốc. Ở vương đô trung tâm một cái xa hoa cung điện bên trong, đây là chỉ có vương thất quyền quý mới có tư cách ở cung điện, xem ra ở tai nơi này trong cung điện thân phận của người phi phú tức quý. Ở trong cung điện này, cả người ăn mặc hoa lệ áo mãng bào đen, tuổi trẻ mà mang theo một loại oai hùng khí nam tử đứng ở trong điện, sững sờ, thần sắc trong mắt tràn đầy mê man. Ta, dĩ nhiên trọng sinh, hơn nữa. Còn nặng hơn xanh thành thành lập nhiễm ngụy, ban, sát hồ lệnh, vũ điệu thiên vương, nhiễm mẫn. Sững sở hồi lâu sau, cái này cái nam từ trẻ tuổi thình linh học ra một câu nói, cảm giác mỗi một chữ từ hắn trong miệng thốt ra tới đều là vô cùng trầm trọng. Và URL bằng Windows. Location. herep Windows. Puppy giới tác bằng Windows. Puppy giới tác, Windows. Puppy giới tác, Push, Zonet. 7254 x BGSSP 7254 U URL Nhiễm mẫn Nếu như làm đọc thuộc lịch sử người mà nói tuyệt đối là ký ức hãy còn mới mẻ Nguyên do bởi vì cái này tên đại biểu hàm nghĩa là không cách nào tưởng tượng ở hỗn loạn nhất ngũ hồ thập lục quốc loạn hoa thời kỳ Nhà Hán tộc quần một số gần như bị dị tộc người Hồ tàn sát hầu như không còn, Trung Nguyên phương Bắc nhà Hán tộc quần 10 không còn một tức thì bị dị tộc vì xúc sinh vì cẩu tùy ý đánh giết. Thậm chí là lấy dê hai chân cho phép danh, kỳ ý chính là Trung Nguyên nhà Hán tộc quần ở dị tộc trong mắt chính là có thể hầm cho chết ăn xúc sinh nguyên bản trung nguyên hưng thịnh thời kỳ nhà hán tộc quần tổng nhân khẩu có hơn hai chục triệu nhưng là trải qua dị tộc tàn sát một số gần như chết gần như nửa đồng thời vẫn còn ở lấy cấp tốc giảm mạnh nếu như lại kéo dài nữa nhà hán tộc quần thực sự sẽ có họa diệt tộc Nơi này thời kỳ, ở nơi này không gì sánh được hỗn loạn thời kỳ, đại đế nhiễm mẫn ứng vận nhi xanh, cho đòi hán ra con cháu, xây đại ngụy, tổ đại quân, ban, sát hồ lệnh, giết hết thiên hạ người hồ. Ở nhiễm mẫn dưới sự hướng dẫn, đem trung nguyên đại trên đất người hồ giết được 10 không còn một do đó cứu vớt hơn triệu nhà hán tộc nhân. Đối với hậu thế ghi chép mà nói, nhiễm mẫn chính là một cái cứu vớt nhà Hán tộc quần đại anh hùng, nếu như không có Hán to như vậy trung nguyên đại trên đất nhà Hán tộc quần chỉ sợ đều sẽ bị diệt vong hầu như không còn. Có thể tưởng tượng đến, nhiễm mẫn, hai chữ này đại biểu là bao nhiêu phân lượng. Ngũ hồ loạn hoa, ngũ hồ thập lục quốc. Xưa kia có cường tần, sau có cường hán, thời kỳ tam quốc anh hào càng là nhiều không kể xiết ta nhà hán cường đại dường nào, dị tộc nào dám phạm ta nhà hán thiên uy. Ta có thể dĩ nhiên tới nơi này cái người hán không bằng chó thời kỳ nam từ trẻ tuổi siết quả đấm mang theo một loại phát nguyên với đáy lòng bất đắc dĩ còn có đối với cái này tàn khốc thời đại phẫn nộ hiện nay ngũ hổ loạn hoa thời kỳ là trải qua cường tần cường hán rồi đến chư hầu hỗn chiến tam quốc tranh hùng nhất hậu tấn quốc nghiền nát sau đó mới hình thành thời kỳ từ đông hán những năm cuối bắt đầu Trung Nguyên đại địa vẫn nằm ở hỗn chiến không nghỉ tình hình, lâm vào ngàn năm lấy đến nay chưa bao giờ có hỗn loạn, đếm không hết nhà Hán tộc quần đệ tử chết ở Trung Nguyên vùng đất nội đấu bên trong. Cũng chính là loại này nội đấu hỗn chiến, cực đại tiêu hao Trung Nguyên vùng đất nguyên khí, cũng để cho Trung Nguyên đại địa bên ngoài dị tộc trải qua hai đại vương triều trấn áp phía sau. Lần nữa, sinh ra mơ ước Trung Nguyên chi tâm biến thành hôm nay dị tộc giữa đường nhà hán tộc quần đệ tử quá cuộc sống sống không bằng chết thật đáng buồn đáng tiếc nhiễm mẫn ta trọng sanh thành nhiễm mẫn vũ điệu thiên vương cứu vớt nhà hán tộc quần anh hùng nhưng là ta thật sự có tư cách trở thành nhiễm mẫn sao Ta có năng lực như lịch sử diễn biến giống nhau thành tựu Vũ Điệu Thiên Vương, khai sáng đại ngụy sao, trọng trấn nhà Hán sao? Nam tử trẻ tuổi siết chặt nắm tay, tràn ngập sự không cam lòng tự vấn. Từ nam tử này trong miệng thuật lại có thể biết, hắn nguyên bản cũng không phải là cái này người cùng một thời đại, mà là đến từ thế kỷ 21 một cái hiện đại thanh niên đương nhiên hắn kiếp trước cũng không phải là một người bình thường điều ti thanh niên mà là một cái tòng quân đạt được ngũ năm trở lên đặc chủng binh sở dĩ trọng sinh đến rồi ngũ hồ thời kỳ cũng là bởi vì sinh tiền chấp hành một cái nhiệm vụ lúc bỏ mình ngoài ý muốn trọng sinh ngũ hồ thời kỳ ta nhà hán tộc quần sao mà bi thương gặp dị tộc tàn sát khi dễ sao mà bi ai nếu như ta cứ như vậy ngồi xem xuống phía dưới uổng là nhà hán người vũ điệu thiên vương, đại ngụy chi chủ, bây giờ ta có thể còn chỉ có thể nhìn mà thèm, thế nhưng đây cũng là ta mục tiêu, ta từ nay về sau chính là nhiễm mẫn, tương lai đại ngụy hoàng đế. Vũ điệu thiên vương, nhiễm mẫn. P.S. Không biết nhiễm mẫn là ai huynh đệ. Mời Baidu một cái. Khác cổ đại ngũ hồ đều đã niễn diệt ở lịch sử bụi bậm bên trong, trong hiện thực cũng không còn tồn tại, mời các huynh đệ biết huyền huyễn chi vô thượng đế hoàng vô lượng công đức đế hoàng hệ thống. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Vũ điệu thiên vương, đại ngụy chi chủ, bây giờ ta có thể còn chỉ có thể nhìn mà thèm, thế nhưng đây cũng là ta mục tiêu, ta từ nay về sau chính là nhiễm mẫn, tương lai đại ngụy hoàng đế vũ điệu thiên vương nhiễm mẫn chìm đắm sau một lúc lâu trải qua chính mình sâu trong linh hồn tự vấn nhiễm mẫn trong mắt thả ra một đạo quyết nhiên tinh quang trầm giọng quát lên giờ khác này tựa như đến từ giống như thiên thần nhân vật thức tỉnh khiến cho thiên địa cũng vì đó thất xác cũng ngay một khác này keng chúc mừng ký chủ thức tỉnh đế đạo hùng tâm thuận lợi kích hoạt đế hoàng hệ thống đang ở nhiễm mẫn trong lòng dứt khoát định ra phía sau, ở đầu óc của hắn ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên vang lên một tiếng điện từ một dạng keng minh thanh, hử, người nào. Nhiễm mẫn sắc mặt cứng lại, cẩn thận hướng cùng với chính mình đặt mình trong trong điện nhìn chung quanh một vòng, tìm kiếm cái kia bỗng nhiên lên thanh âm. Ký chủ mời dụng ý niệm chìm vào linh hồn, liền có thể cảm ứng được hệ thống tồn tại, ở nhiễm mẫn khốn hoặc thời điểm, cái kia điện tử tiếng lần nữa vang lên hệ thống, ý niệm chìm vào. Chẳng lẽ đây chính là ta sở dĩ biết trọng sinh thành nhiễm mẫn nguyên nhân, nhiễm mẫn chìm đắm tinh thần, bỗng nhiên nghĩ đến. Trên đời này ngoài ý muốn người bị chết nhiều như vậy, tuyệt đối không thể có thể từng cái đều nặng sinh, cho nên nhiễm mẫn suy đoán hắn trọng sinh cũng không phải là ngẫu nhiên. Nghe thế hệ thống thanh âm phía sau, nhiễm mẫn không khỏi suy đoán cái này sống lại nguyên nhân cũng là bởi vì hệ thống này. Ý niệm chính là ta ý niệm trong đầu sao? Nhiễm mẫn cũng không phải là cái loại này khiếp đảm người, hơn nữa kiếp trước 5 năm quân lữ càng là rèn luyện được đầy đủ tâm tính, càng không sợ cái gì thần thần quỷ quỷ, hệ thống sau khi xuất hiện. Không thế nào nghi thần nghi quỷ, mà là bình tĩnh dựa theo hệ thống chỉ dẫn phương pháp tìm kiếm. Nhiễm mẫn thử nhắm hai mắt lại, dùng chính mình ý niệm trong đầu đi cảm ứng. Hệ thống liền ở trong đầu làm nhiễm mẫn phóng khai tâm thần đi cảm ứng phát hiện ở ý thức hải của mình ở chỗ sâu trong lóe lên một cái lấy kim quang vật thể ngươi là ai có thể trợ giúp ta cái gì nhiễm mẫn trầm ngâm một hồi hỏi đế hoàng hệ thống vì bồi dưỡng trưởng khống chư thiên vạn giới vô thượng đế hoàng mà tồn hệ thống sở hữu hệ thống lực lượng ngươi đem sẽ vô hạn thành tựu tương lai thành tựu phàm tục đế vương chấp trưởng hàng vạn hàng nghìn sinh linh sinh tử thành tựu nhất giới đế hoàng trưởng khống nhất giới chi mệnh vận thậm chí thành tựu thiên đế thánh đế trưởng chư thiên vạn giới chi mệnh vận vĩnh sinh bất diệt vĩnh tồn bất hủ hệ thống thanh âm ở nhiễm mẫn ý thức hải vang vọng vì nhiễm mẫn mở ra đi thông thế giới kia tầng thứ lực lượng thành tựu đế hoàng trưởng vạn giới vĩnh sinh bất diệt vĩnh tồn bất hủ nghe lời nói này Nhiễm mẫn sắc mặt cũng là hơi có vẻ kích động, thử hỏi, ai không muốn có được lực lượng, người nào lại không muốn trở thành chấp trưởng vạn giới vô thượng đế hoàng, và URL bằng Windows. Location, href Windows, Puppy giới tác bằng Windows, Puppy giới tác, Windows, Puppy giới tác, Push Zonet, 7254X, BGSSP 7254U, URL huống chi ở thời đại bây giờ dưới bối cảnh, nếu như nhiễm mẫn không có có sức mạnh, cũng sẽ bị dị tộc tàn nhẫn cắn nuốt, chết không toàn thây. Hắn phải có được lực lượng, ủng có quyền thế, bởi vì chỉ có như vậy có thể thay đổi cái này vừa hiện hình dáng, sửa nhà hán tộc quần vận mệnh. Tức là nhiễm mẫn, đã tới nơi này một thời đại, nhiễm mẫn nhất định phải đem giá trị của hắn thể hiện, tại nguyên bản lịch sử tiến trình bên trên, nhiễm mẫn hội kiến lập đại ngụy, ban bố sát hồ lệnh giải cứu trung nguyên đại trên đất nhà hán tộc quần nhưng là bây giờ nhiễm mẫn cả đời đem không chỉ là thành lập đại ngụy ban bố sát hồ lệnh đơn giản như vậy hắn phải lấy cái này lớn như vậy thần châu đại địa làm cơ sở hướng về chư thiên vạn giới xuất phát đem nhiễm mẫn đế hoàng danh truyền lần chư thiên vạn giới nếu ta tới nơi này cái thế giới ta liền muốn làm cho thế giới này tái hiện nhà hán uy danh phạm ta nhà hán thiên uy giả tuy viễn tất chu nhiễm mẫn siết chặt nắm tay, mang theo phát nguyên với sâu trong linh hồn tinh thần phấn chấn, âm thầm thề nói. Có hắn nhiễm mẫn, dị tộc tứ lược trung nguyên, tàn sát nhà hán tộc quần thời gian liền phải kết thúc. Đúng lúc này, nhiễm mẫn chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu đế hoàng hệ thống công năng lúc. Thạch mẫn thiếu ra, triều đình đối xử, bệ hạ làm cho huyền huyễn chi vô thượng đế hoàng vô lượng công đức nhiệm vụ, trưởng binh quyền. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Bất quá cái này hay là nghĩa gia, nghĩa phụ, đối với Nhiễm Mẫn mà nói là tràn đầy cừu hận. Thù giết cha, diệt tộc thù, bất cộng đái thiên, mặc dù Nhiễm Mẫn thân ở dị tộc những kẻ trộm cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Thiếu gia, lúc này đây chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Nhiễm Cự rất là nghiêm túc nói, chuyện gì? Nhiễm Mẫn nghi hoặc hỏi. Yến quốc đánh triệu quốc, hiện tại đã bị chiếm rồi mấy chục tòa thành trì, bệ hạ đang cả triều triệu tập có thể chiến chi tướng đâu. Lúc này đây triệu kiến thiếu ra vào triều chỉ sợ cũng là vì Yến quốc đánh chiến sự, nhiễm cự ngưng trọng nói. Triệu quốc yết tộc, Yến quốc tiên ti, chó cắn chó A. À. Nhiễm mẫn từ đáy lòng phát sinh cười lạnh một tiếng. Keng, hệ thống phân phát nhiệm vụ, trưởng khống binh quyền, thoát ly triệu quốc khống chế, thưởng cho lĩnh hệ thống ban đầu gói qua một cái, thưởng cho vô thượng công pháp, đế hoàng sát đạo, một bộ. Thưởng cho triệu hoán lịch sử danh tướng mưu thần cơ hội hai lần, đang ở nhiễm mẫn cười lạnh nhất khác. Hệ thống thanh âm lần nữa ở nhiễm mẫn trong đầu vang lên. Hệ thống thưởng cho gói quà, vô thượng công pháp, triệu hoán danh tướng cơ hội, tốt tốt, nghe được hệ thống đề thăng tiếng, Nhiễm Mẫn lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra một lần này Triệu Quốc Triều Đình vẫn phải là đi một chút, vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cũng vì Nhiễm Mẫn triệt để đặt chân ở thế giới này đánh loại kém nhất bước trụ cột căn cơ. Lập tức nhiễm mẫn đi ra phủ đệ, ở ngoài phủ đệ, một cái đang cầm thánh chỉ thái giám khi nhìn đến nhiễm mẫn phía sau, vội vàng đem thánh chỉ mở ra. Phụng đương kim bệ hạ chi mệnh, thạch mẫn hòa tốc tiến cung yết kiến, không được sai lầm, thái giám tiên cáo hoàn hậu, cầm trên tay thánh chỉ hướng về phía nhiễm mẫn đưa một cái. Lĩnh chỉ. Nhiễm mẫn nhàn nhạt trở lại đến, trực tiếp nhận lấy thánh chỉ, cũng không để ý đến thái giám này, sau đó bay thẳng đến Triệu Quốc Vương cung chạy đi. Triệu Quốc lại xưng phía sau Triệu. Sở dĩ sẽ như thế xưng hô, chỉ vì một điểm, cái này phía sau Triệu trụ cột là lúc sau Triệu Khai Quốc Hoàng đế thạch lạc diệt trước Triệu đánh xuống cơ nghiệp. Hơn nữa là trung nguyên thời kỳ chiến quốc Triệu Quốc cố thổ, vì vậy trong chăn nguyên các nước xưng là phía sau Triệu Quốc triệu quốc vương cung từng ngọn liên miên không dứt quần thể cung điện sừng sững ở thời đại này cũng có vẻ kim bích huy hoàng thế nhưng nếu như là nhà hán tộc quần người chứng kiến cái này kim bích huy hoàng cung điện thì không nên cảm giác cái này thuộc về thời đại quỷ phủ thần công mà là nên vì cái thời đại này bi thảm mặc niệm bởi vì này hay là Kim Bích Huy Hoàng hay là Sa Hoa Cung Điện đều là lấy nhà Hán con dân tiên huyết thi thể đúc thành ở người Hồ Dị tộc trong mắt nhà Hán tộc quần đều là làm đầy tớ có thể mắng có thể giết dường như con kiến hôi giống nhau và URL bằng Windows Location Herap Windows Puppy giới tác bằng Windows Puppy giới tác Windows Puppy giới tác 7 7254 x BGSSP 7254U, UAL, phía sau triệu quốc, nghị sự đại điện. Phía sau triệu quan viên hơn trăm người đã tụ tập ở tại triều đình bên trong, trong đó có ít tộc quan viên, cũng có nhà hán tộc quần quan viên. Thế nhưng ở nhà hán quan viên chỗ đứng bên trên là có thể nhìn ra bây giờ thế đạo tình thế, ít tộc quan viên tự so quý tộc, từng cái đều là vênh váo tự đắc, không ai bì nổi mà nhà Hán quan viên thì là cúi đầu đứng ở phía sau, đã từng nhà Hán vương triều tất cả tinh thần phấn chấn đều bị mạt sát, gần chỉ còn lại khuất nhục, sống tạm. Làm nhiễm mẫn đi vào phía sau triệu quốc triều đình, khi Vũ Hiên ngang thân ảnh cũng là đưa tới rất nhiều quan viên chú ý, gì, đây không phải là cái kia hèn mọi người Hán nô lệ sao? Bệ hạ cư nhiên đem hắn cũng gọi tới lời không thể nói lung tung hắn chính là bị tiên đế thu làm nghĩa tôn ban cho họ vì thạch cũng là thuộc về hoàng thân quốc thích coi như là người hán ti tiện thân phận bây giờ cũng là bay lên đầu cành biến phượng hoàng hanh thật không biết trước đây tiên đế vì sao coi trọng như vậy cái này ti tiện người hán chứng kiến nhiễm mẫn phía sau rất nhiều yết tộc quan viên đều là mang theo coi rẻ trào phúng đều là phi thường khinh thường nhiễm mẫn ở thời đại này nhà Hán tộc nhân căn bản sống được không có một chút tôn nghiêm, bị dị tộc dẫm đạp. Mà những cái này nhà Hán quan viên thấy được nhiễm mẫn sau khi đi vào, liền cùng không có thấy tựa như, dù cho nghe được những thứ này dị tộc quan viên làm thấp đi nhiễm mẫn. Cũng đều cùng làm như không nghe thấy. Dị tộc, người hồ, chờ xem, cuối cùng có một ngày ta sẽ nhường các ngươi biết cái gì gọi là làm tàn khốc. Nhiễm Mẫn tiến nhập đại điện phía sau, tuy là nhìn không chớp mắt, nhưng dư quang vẫn đem trong triều đình tất cả mọi người biểu hiện thu vào đáy mắt. Triều hội liền muốn mở ra, đứng vào hàng ngũ a. Lúc này, cả người tứ trảo áo mãng bào nam tử đi tới Nhiễm Mẫn bên người, lạnh lùng nói rằng, chính là cái này phía sau Triệu Quốc thái tử, Thạch Tuyên nhiễm mẫn ngẩng đầu nhìn liếc mắt thạch tiên, không có chút nào biểu tình, sau đó trực tiếp rời, lẳng lặng đứng ở võ thần một nhóm cuối cùng. Từ đầu tới đuôi cũng không có đối với cái này phía sau triệu quốc tương lai thái tử có cái gì cung kính, cái gọi là dị tộc man di, bây giờ đoạt nhà hán chi địa, còn xưng hoàng đạo tổ. Nhiễm mẫn tuyệt sẽ không khúm núm đối với hậu thế trọng sinh mà đến nhiễm mẫn đối với ngũ hổ loạn hoa lịch sử cũng là có biết nhất định cái này thạch tuyên mặc dù là thái tử thế nhưng ngày lành cũng mau chấm dứt căn cứ nhiễm mẫn hiểu rõ cái này hay là thái tử thạch tuyên sẽ chết tại hắn cha ruột phía sau triệu hoàng đế thạch hổ trên tay cha con tàn sát mà nguyên nhân tự nhiên là vì cái kia hay là đế vị bảo tọa hèn mọn hán cẩu gặp mặt bản thái tử không phải bái thì cũng thôi đi còn lớn lối như thế ngươi đừng thật sự cho rằng phụ hoàng che chở ngươi ta mượn ngươi không có biện pháp nhìn nhiễm mẫn biểu hiện thạch tuyên trong mắt thả ra lãnh khốc sát khí thế nhưng tại nhiều như vậy triều thần trước mặt thạch tiên vẫn là không có nhiều lắm bại lộ chỉ là vung tay áo một lần nữa đứng về đội ngũ huyền huyễn chi vô thượng đế hoàng vô lượng công đức triệu đế thạch hồ nghe chọn bộ tại mê audio com bệ hạ giá lâm chờ đợi sau một hồi một cái thanh âm của thái giám ở trong triều đình vang lên một người mặc kim sắc long bảo người đàn ông trung niên từ sau điện đi vào trực tiếp ngồi ở triều đình cao nhất long y bao quát triều đình Nhìn cái này long bào nam tử khuôn mặt, tuy là người bất quá trung niên, thế nhưng trên mặt cũng là xuất hiện một loại tái nhợt bệnh trạng, mặc dù không là quá rõ ràng, nhưng nếu như dùng tỉ mỉ đi xem, lại có thể phát hiện hắn hai mắt vô thần. Người này chính là Triệu Quốc Hoàng đế, Thạch hổ, lấy tàn bạo tên nô dịch toàn quốc Triệu đế. Nhất thời, hết thảy quan viên đều là thần tình căng thẳng, mang theo sợ hãi màu sắc, quỳ trên mặt đất bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn năm. Thế nhưng, ở mọi người đều quỳ dưới đất thời điểm, duy chỉ có một người thẳng đứng thẳng, chỉ là cùng một tay, ở tràn đầy quỳ dưới đất trên triều đình có vẻ hạc giữa bầy gà. Thân là nhà Hán tộc nhân, bái thiên bái bái phụ mẫu, ngoại trừ ngoài ra sẽ không lại bái bất luận kẻ nào, càng sẽ không bái cái này dị tộc hoàng đế huyền huyễn chi vô thượng đế hoàng vô lượng công đức trưởng binh quyền cơ hội nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com lên tiếng trả lời võ thần một nhóm dẫn đầu một cái lưng hùng vai gấu nam từ đứng dậy chính là cái này phía sau triệu quốc đại tướng quân diêu giặc trọng vì ngũ hồ một trong khương tộc người nhưng hắn vũ lực siêu quần sở hữu thống suất chi lực bị thạch hồ ủy thác trọng trách ở nơi này phía sau triệu quốc có thể nói dưới một người trên vạn người hồi bẩm bệ hạ yến quốc dơ quân hai trăm ngàn bây giờ đã công chiếm ta đại triệu mười lăm tòa thành trì ta đại triệu hao tổn tướng sĩ ba chục ngàn thương vong vô số từ châu hầu như toàn cảnh đình trệ chỉ còn tiểu bái một thành vẫn còn ở thủ vững diêu giặc trọng trầm giọng bẩm báo nói phanh nghe tiếng thạch hổ sắc mặt trở nên một mảnh triệt hàn phẫn nộ vỗ long ỉ thanh âm vang vọng toàn bộ triều đình sợ đến hết thảy triều thần đều là run lên bệ hạ bớt giận, hết thảy triều thần khom người hô lớn. Từ châu thứ sử là làm ăn cái gì không biết. Sở hữu thủ thành chi lực nhưng ở chính là trong mấy ngày liên tục mất đi 15 tòa thành trì, tại sao phải bại thành như vậy? Truyền chỉ xuống phía dưới, lập tức cho chẫm đem cái này từ châu thứ sử bắt chém đầu cả nhà, thạch hổ phẫn giận giữ hết. Là, bệ hạ phụng dưỡng ở thạch hồ bên người thái giám lập tức trả lời nói mà ở dưới triều đình không ai vì từ châu thứ sử cầu tình bởi vì không người nào dám nghi vấn đang nổi giận thạch hồ chấp trưởng binh quyền ly khai cái này triệu quốc lồng giam cơ hội đã đến tại chỗ có triều thần đều ở đây sợ hãi thạch hồ thịnh nộ lúc chỉ có nhiễm mẫn trong mắt tinh quang thiểm thước vì mình trù mưu lấy đại tướng quân bây giờ yến quốc xâm lấn ngươi có thể có cái gì ứng đối biện pháp một hồi lâu phía sau thạch hổ rốt cục đè xuống thịnh nộ vì vậy nhìn diêu giặc trọng hỏi thần nguyện thống xuất tinh binh nghênh chiến yến quốc định đem hết thảy đánh mất quốc thổ toàn bộ đoạt lại diêu giặc trọng chắp tay ôm quyền phi thường tự tin chờ lệnh nói hay hay tốt ta đại triệu có ngươi chính là yến quốc tất nhiên không nói chơi thạch hổ nhìn tự tin diêu giặc trọng kích động nói bất quá bây giờ yến quốc tinh binh thẳng tiến ta đại triệu sĩ khí yếu ớt nếu như từ tấn công ngay mặt coi như thắng được yến quốc quân đội ta đại triệu cũng sẽ tổn thất nặng nề vì vậy thần nghĩ ra nhất kế có thể cực đại giảm thiểu ta đại triệu tổn thất do đó đánh đuổi yến quốc đoạt lại mất đất diêu giặc trọng trầm ngâm một hồi nghiêm mặt nói đại tướng quân có gì diệu kế mau mau nói tới thạch hổ vội vàng hỏi bây giờ từ châu ngoại trừ tiểu bái bên ngoài đã toàn bộ thất thủ nhưng vừa vặn là cái này chưa từng thất thủ tiểu bái thành kéo lại yến quốc tinh nhuệ nếu như ta đại triệu phái một viên hãn tướng tiếp tục thủ vững tiểu bái thành làm cho yến quốc tinh nhuệ không cách nào thoát thân thần lại lấy đại triệu tinh binh chi lực cường công yến quân cuối cùng hợp tiểu bái thành quân nội ứng ngoại hợp định có thể làm cho yến quân trả giá thật lớn diêu giặc trọng phi thường tự tin nói rằng đối với mình bày kế mưu lược tin tưởng vô cùng nghe được diêu giặc trọng lời nói thạch hổ chìm đắm một hồi suy nghĩ cái này mưu kế trong lợi và hại sau khi kiểm thượng mang lên một nụ cười diệu kế thực sự là diệu kế a à đại tướng quân không hổ là ta đại triệu đống lương, lần này nếu như đại phá yến quân, công đầu đương quy đại tướng quân hết thảy, và URL bằng Windows. Location, href, Windows, puppy giới tác bằng Windows, puppy giới tác, Windows, puppy giới tác, push, zonet, 7254, x, bgssp7254, u. URL, bây giờ Yến quân vị phá, tất cả vẫn là chủ mưu, thần không dám kể công, bây giờ còn mời bệ hạ phân phó một thành viên thiện chiến tướng lĩnh, chấn thủ tiểu bái, mới là hủy diệt Yến quân then chốt. Diêu giặc trọng khom người nói. Chư vị ái khanh, các ngươi có ai nguyện ý ra sức vì nước thống xuất đại quân chấn thủ tiểu bái? Thạch hổ ánh mắt đông lại một cái, hướng về triều đình chúng thần nhìn lại. Thế nhưng... Thạch Hổ ánh mắt rảo qua, vô luận là văn thần vẫn là võ tướng, đều là cúi đầu, ánh mắt lùi bước, hoàn toàn không dám đáp ứng cái này chấn thủ tối. Ở cái này trong triều đình trà trộn nhân không có một là người ngu, vừa rồi diêu giặc trọng phà yến mưu lược nói xác thực là kinh thiên động địa, một bộ tất phà yến quân thế. Thế nhưng đổi một cái mặt nói, tiểu bái thành nhưng là thừa nhận yến quân tinh nhuệ chủ lực tiến công, ở từ châu toàn cảnh rơi vào tay giặc, nghĩ đến tiểu bái cũng kiên trì không được bao lâu. Một ngày thành phá, trong thành thủ quân đều sẽ chắc chắn phải chết, huống chi là thống xuất chấn thủ tiểu bái đại tướng. Cho nên nói chấn thủ tiểu bái thành là cử tử nhất sinh chi cục, chỉ cần không ngốc cũng sẽ không đi nhúng chàm cái này muốn chết tôi. Làm sao? các ngươi cầm chẫm bổng lộc hưởng thụ chẫm ban cho các ngươi vinh hoa phú quý bây giờ chẫm các ngươi phải xuất lực các ngươi mỗi một người đều câm nhìn trên triều đình trầm mặc một mảnh thật vất vả giấy lên phá yến tình cảm mãnh liệt thạch hổ nhất thời giận dữ quát nói bệ hạ bớt giận không phải bọn thần không muốn đền đáp bệ hạ mà là bọn thần thực sự hữu tâm vô lực a à, bọn ta vũ lực bạc nhược chỉ không thể nhận trách nhiệm nặng nề này a à, nhất thời tất cả triều thần lại bắt đầu kêu trời trách đất biện giải nhưng tóm lại chính là một điểm không muốn đi chấn thủ tiểu báy điều này làm cho thạch hồ cũng là phẫn nộ chừng mắt nhưng không thể làm gì mà lúc này thái tử thạch tiên dư quang cũng là mang theo lãnh ý nhìn thoáng qua nhiễm mẫn thạch mẫn a à thạch mẫn lúc này đây ta nhất định phải để cho ngươi chết Thạch tuyên treo một tia cười lạnh, từ triều thần một nhóm bên trong đứng dậy, khom người hướng về thạch hổ chờ lệnh nói. Khởi bẩm phụ hoàng, tiểu bái chuyện liên quan đến ta đại triệu phá yến chi cục, không phải dũng lực không thể đỡ người không thể nhận trách nhiệm nặng nề này, nhi thần có một người tiến cử. Tuyệt đối sẽ không làm cho phụ hoàng thất vọng.